Câu chuyện về huyền tích hòn Trống Mái là một bức tranh đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho thành phố Sầm Sơn, được lưu truyền từ ngàn đời nay. Đó là hai khối đá lớn hình tượng như hai con chim khổng lồ nằm chênh vênh trên một tảng đá bằng phẳng mà dân gian gọi là hòn Trống Mái. Bất chấp dòng chảy của thời gian, mưa nắng khắc nghiệt của thời tiết, hòn Trống Mái vẫn bên nhau, trường tồn vĩnh hằng. Khi ta quan sát hòn Trống Mái, ta thấy tạo hóa đã tạo nên sự cân bằng đến tuyệt đối. Mặc dù hai hòn đá tiếp xúc với tảng đá phía dưới qua một diện tích rất là nhỏ, nhưng nó vẫn đứng vững, trường tồn mãi với thời gian. Nói về truyền thuyết của hòn Trống Mái thì chuyện lưu truyền rằng Sầm Sơn xưa là một vùng đất ven biển bình yên thơ mộng. Bỗng có một ngày nước biển dâng cao nhấn chìm tất cả. Lúc này có đôi vợ chồng nhà nghèo đã may mắn thoát chết nhờ bám vào một gốc cây cao trên đỉnh núi. Ngày qua ngày tuy nước biển đã rút nhưng xung quanh chỉ là những vùng đồng lầy chua mặn. Đôi vợ chồng chẳng có cái gì để ăn. Thời gian cứ trôi ngày ngày qua ngày khác. Một hôm, người chồng thấy con chim diều hâu lượn vòng trên núi và nghĩ rằng trên đó có thứ gì đó để ăn được. Chàng bèn gắng gượng leo lên đỉnh núi với hy vọng tìm thấy thức ăn để cho vợ chồng cầm cự qua cơn đói. Người vợ ở lại chờ chồng, nhưng ngóng đợi mãi, không thấy chàng quay về. Linh tính mách bảo, chuyện chẳng lành. Nàng đã lê bước, lần theo dấu chân đi tìm chồng. Đến chân núi, ngửa cổ lên nhìn, chị thấy một đàn quạ đen đang trao lượn. Và chị đau lớn, rã rời, khi nghĩ đến một kết cục đau thương phía trước. Người đàn bà bất hạnh dốc hết sức tàn, cố bấu víu vào đá và cỏ để bò lên đỉnh núi, mong được gặp lại chồng của mình lần cuối. Linh cảm của người vợ hiền quả là không sai. Khi bò lên đỉnh núi, chị thấy chồng mình đã chết tự bao giờ. Thương xót vô hạn, người vợ gục xuống bên xác chồng, rút hơi thở cuối cùng. Sự gắn bó thủy chung và kết cục đau thương của đôi vợ chồng nghèo đã cảm động đến thần tiên trời đất. Họ hóa phép cho đôi vợ chồng thành đôi chim để được ngày ngày quấn quýt bên nhau. Đến kỳ hạn, vợ chồng đôi chim ấy phải theo bầy tiên bay về trời. Do gắn bó tha thiết với xóm làng từ trên cao, nhìn ngắm làng mạc núi non biển cả, đôi chim không nỡ rời xa nên đã xin thần tiên cho họ được ở lại. Thần tiên chiều theo mong ước của đôi vợ chồng. Nhưng được ở lại, họ đã phải đánh đổi đôi vợ chồng chim ấy đã hóa đá. Họ hóa kiếp lần thứ hai và lần này họ được hóa thành hòn Trống Mái. Và trường tồn vĩnh hằng với thời gian. Mặc cho báo táp phong ba. Câu chuyện huyền tích đẹp về tình yêu trong hòn Trống Mái phản ánh ước mơ ngàn đời của người dân nơi đây về cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc, được lưu truyền mãi mãi về sau. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.
các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn.